Ok và hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với cả series Ngọc Rồng tái đấu của mình. Hôm nay thì hy vọng là anh em comment những cái kèo của anh em ở dưới. Thì nếu mà anh em nào thấy kèo nào hay thì hãy bấm để lại một like để cho cái comment, cái bình luận ấy nó được lên top, để mình có thể thấy và mình có thể làm theo cái kèo mà nhiều like nhất. Chứ nếu mà anh em hơn 200 bình luận thì mình không biết lấy cái kèo nào. Vậy là hôm nay mình sẽ lại bịa ra một cái kèo mới. Đó chính là kèo giữa Vegito Blue với người mạnh nhất của vũ trụ thứ 1, đó là Jiren. Vegito Blue luôn nhá. Thì mình cũng không biết là Vegito Blue nó có ăn được Jiren hay không. Nhưng mà với trình độ gà của mình mà mình mới biết chơi thôi thì chắc là mình sẽ thua thôi. Nhưng mà không biết như thế nào. Let's go. Jiren phải đánh với Jiren đánh với Vegito. Ok, chúng ta sẽ đến với trận đấu giữa Vegito Blue và Jiren. Hy vọng thì là nó sẽ nương tay một tí bởi vì mình vừa chơi vừa tìm hiểu. Được tiếng Tây Ban Nha thì nên là anh em hơi con mucho gusto seré tu oponente. Go baby. Ui, vừa vào nó chửa rồi. Aún así puedes igualar mi respuesta. Tú estás fuera. Đi vậy. No era lo que esperaba. Sao Vegito đã win rồi? Mình chưa kịp làm gì mà. Lạ nhở. Y ahora. Comienza el combate. Hola. Hay. Maldito estúpido. Làm gì được kia đánh rồi. Que esperaba un poco más de ti. Ode, dire. Aún así puedes igualar mi velocidad. Merda. ¿Qué demonios estás haciendo, estúpido? Oy. Dire, no cũng cắt tay lại chơi mình luôn này. Aún así puedes igualar mi velocidad. Barret of Justice lại nữa rồi. ¡Es un maldito estúpido! Rồi lên Super Speed Dan 3. Có bố tách! Tiến lên! Đúng rồi! Đi lên, đi lên này. Không, đây là trạng thái... Super Vision Blue. Cú rồi. Cú rồi. Cái này trông vào đấy, đấm từ đấy. ¿Qué te pareció? Không xin nhê. Creía que esa técnica iba a servir para destruir. Vegito đưa tay ra là đỡ rồi. ¿Y qué? No puede ser, puede ser. ¿Qué te pareció? ¿Qué? No puede ser, puede ser. Cả hai cùng di chuyển tức thời luôn. Luôn. He descubierto. Đi lên, lượn đi. Rồi nó dùng Bright hay gì. Phát đi. Anh là si pero si igualar mi velocidad. Thôi thua rồi. Ok, mình vẫn chưa quen lắm. Thua rồi. Sắp mặt, đánh lại nào. Mình quá phụ thuộc vào trưởng nhiều quá. Đánh chay luôn đấy, đánh chay luôn.
Aún así. ¡Tú estás fuera! Ya thắng rồi. Maldito. Điêu à? Mình mới đánh được 2 phát, đã thắng rồi. Y ahora. Comiencen el combate, por favor. Y aún así puedes igualar. ¡Qué vergüenza me das! ¡Piu! ¡Uy, đấm nhau luôn! ¡Rõ trường luôn! ¡Kinh thật! ¡Đại nữa à! ¿Creías que esa técnica iba a servir para destruirme? Yo soy el encargado de acabar contigo. ¡Kame, Kame! ¡Mi gente aquí, don! ¡Lo deme! ¡Ay, la sí, pero es! ¡Ay! ¡Rồi, bà lấy cả phút tích nữa rồi! ¡Mình chỉ hết sạch kỳ! ¡Es un maldito estúpido! ¡Trong cái đòn dry energy của nó! ¡No! ¡Ôi! Anh em thấy hai thằng rõ trưởng không? Rất kinh luôn. Để lượn. Que desapareceré. Kamehameha, Final Kamehameha. Được rồi. Bây giờ mình bắn một phát này. Mình còn chưa biết cái chữ cái O, cái nút xoay xoay vòng đó là gì. Shit, man. I esperaba un poco más de ti. Nhiều vậy. Anh không kiểu gì với máy. Đi kệ. Nữa à. Loại energy không à? Má! Thề luôn mình mới chơi mà gặp kiểu mấy thằng này kiểu khó chịu cơ kệ. Đời hư cấu không hề nhẹ. Đánh nhau cũng đánh nó toàn trưởng à? Chạy nữa rồi. Okay, I esperaba. Mày trưởng này mà lợi. Mà trưởng của mình cũng mạnh của nó cơ. Aún así puedes igualar mi velocidad. Estúpido. Yeah. Jeje, esperaba un poco más de ti. Te demostraré. No. Creías que esa técnica iba a ser. Tú me ganó rất là nhiều rồi. ¿Qué demonios estás haciendo? ¡Tú estás fuera! Ah, sao mình đang đánh tự nhiên mình lại thắng Zidane rồi thế nào? Esperaba. Khó hiểu. Y ahora. Comiencen el combate, por favor. Energy vào đã bắn Dry Energy rồi mình biết này. Bắn chỉ ra một phát. Lực vừa từ đâu như kinh thế. Mình bắn 6.000 đam. Creía que esa técnica iba a servir para destruirme. Ăn thử quả, thế là cái trưởng Dry Energy của nó là cái trưởng Dry Energy của nó cao. Rách, nó rách áo ôi, Zidane rách áo. Aún así puede ser igualar niveles. Ôi, ôi rồi.
Lấy cái áo này nó đạp cho mình chết. Anh em hãy lên cái body của Zilean nhá. Mới chơi được một chút là gà. Trời ơi. Cái Chris Wood có nhỉ? Cái thanh kiếm năng lượng ấy. Aún así puedes igualar mi velocidad. Nữa à? Tôi quen dần rồi đấy. Ôi. Kiểu mày đã thấy tao lên Super Saiyan 3 này. Ultra Instinct Vegito. Wow. Ultra Instinct vẫn bị thằng Zilean đập cho thối mồm. Woo. Đỡ rồi mà ta. Mình vẫn phải đánh ta. Rồi luôn, perfect. Tại sao mình đã... Không hiểu tại sao mình cứ đang đánh nhau đó. Mình thì nó mình lại thắng. Và thằng Zilean vẫn còn máu, nó lại thua. Ok, thì để ủng hộ mình làm tiếp clip tiếp theo và mình luyện tập nhiều hơn thì các bạn đừng quên nhấn like, comment ngay bên dưới và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau.